Điện Kremlin mới đây cho biết những bình luận gần đây của Kiev về khả năng đàm phán hòa bình có thể nói là phù hợp với lập trường của Nga, mặc dù cần thêm thông tin chi tiết. Tuy nhiên, Ukraine nói vẫn nghi ngờ về hành động thiện chí của Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba vừa có chuyến công du Trung Quốc và cách chấm dứt xung đột là chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trong một tuyên bố vào ngày 24 tháng 7 rằng, ông Kuleba tái khẳng định rằng Ukraine sẵn sàng tham gia cùng phía Nga trong quá trình đàm phán ở một giai đoạn nhất định, khi Nga sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí, nhưng nhấn mạnh rằng hiện tại không có sự sẵn sàng nào như vậy ở phía Nga. Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán, đồng thời nói thêm rằng tuyên bố của ông Kuleba phù hợp với lập trường của chúng tôi. Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng vẫn còn những chi tiết mà phía Nga chưa biết và do đó cần chờ một số giải thích rõ ràng về vấn đề này. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng phải xem xét thực trạng mới, tức đề cập 4 vùng lãnh thổ mà Nga đã đơn phương sắp nhập vào năm 2022. Kiev đã bác bỏ yêu cầu này. Đổi lại, Điện Kremlin đã bác bỏ điều kiện then chốt của Ukraine trong công thức hòa bình về việc rút toàn bộ lực lượng Nga. Chuyến đi của ông Kuleba tới Bắc Kinh là chuyến công du Trung Quốc của ông kể từ khi chiến sự nổ ra. Ông và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị trước đó đã gặp nhau vào tháng 2 tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức. Trung Quốc tự xác định là bên trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine và khẳng định không gửi vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào của cuộc xung đột, nhưng đồng thời cũng tăng cường quan hệ kinh tế với Moscow, giúp Nga vượt qua các lệnh cấm vận của phương Tây. Kiev đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Moscow để giúp chấm dứt xung đột, nhưng những nỗ lực này phần lớn không thành công. Trung Quốc cũng không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu vào tháng 6 tại Thụy Sĩ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Trung Quốc cố gắng phá hoại các nỗ lực của hội nghị, khiến Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích. Trung Quốc đã đề xuất kế hoạch hòa bình của riêng mình để thay thế, trong đó sẽ có một hội nghị được cả Kiev và Moscow công nhận. Đại sứ Ukraine tại Singapore Katerina Zelenko vào tháng 6 cho biết Kiev sẽ cân nhắc tham dự nếu các cuộc đàm phán dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.